Thưa quý vị và các bạn, người trẻ hay lo lắng cho những điều chưa tới, người già thì lại băn khoăn cho những điều sắp trôi qua. Thời gian càng trôi đi, hình hài con người càng khắc khoải lại, trong khi đó tâm hồn càng hoài cũ và ký ức cứ mỗi ngày phẳng thẳng hơn. Tôi bắt đầu có một sợi dây liên tưởng đặc biệt tới vùng ký ức của tôi với những kỷ niệm mà giờ đây nhiều khi tôi ngỡ rằng đó là một giấc chiêm bao. Mời quý vị và các bạn nghe tản văn Mùa soi cua đêm. Thời đó tôi sống ở quê, trước mặt là con sông Lại Giang chênh vênh giữa hai mùa nước đầy nước cạn. Đằng xa phía sau xóm là cánh đồng trải nỗi lòng thênh thang, nghèo lắm đến cơn gió mùa hè cũng quặt quẹo không đủ sức biếu ngọn cây cao. Ngoài lúc đi học, tôi cùng lũ bạn chăn trâu cắt cỏ, sống hồn nhiên như những giấc mơ chưa thấm sự đời. Chúng tôi ở trên núi, ngủ trên đồi, lót lá làm chiếu, nhìn mây trên trời lững thững trôi trong mênh mông và bất tận. Chúng tôi cố bắt kịp những cơn mưa và đầm mình trong đó, để gọi gió và lạnh về trong từng hạt mưa rơi, cho người lung, răng đánh cầm cập, môi thì tím giác. Ngoài đồng khi mạ non bắt đầu lên được nửa gang tay cũng là lúc quê tôi vào mùa soi cua đêm. Chúng tôi lượm những lớp xe đạp hư về cắt ra rồi mẻ thẳng, buộc cố định vào một cái cây dài. Mỗi đêm chúng tôi chuẩn bị khoảng 2 hoặc 3 lớp như vậy, phải đợi trời thật tối, khoảng 8-9 giờ đêm mới bắt đầu đi. Lúc đó cua mới bò ra khỏi hang tìm thức ăn. Nhà hàng xóm đi trước, tôi và chị bám theo sau. Chúng tôi đi vào những đường luồn, cây cối um tùm, thâm u và ma mị. Thỉnh thoảng gặp vài bãi đất với những nấm mộ trống chơ vơ, cứ có cảm giác ai đang ngồi trên đó. Rồi thì chỗ này có người chết, chỗ hôm kia bữa có người đi tháo nước ruộng về khuya gặp một bầy lợn ma. Ngọn cây cao bữa trước bị sét đánh, bị con quỷ hay đu cành cây thả tóc dài xuống tận mặt đất. Rồi chỗ này linh lắm, chỗ kia thiêng lắm. Bóng đêm dày đặc làm cho những suy tưởng về ma quỷ hiện hữu và rõ ràng hơn. Những đốm đuốc lơ thơ trong đêm tối như những con ma trơ, một loại ma được nhiều người lớn cuộc sống kể lại ở những bài tha ma hay nghĩa địa. Chúng tôi đi trong cái lạnh gáy và da gà nổi khắp người. Đến cánh đồng chúng tôi tách ra, rồi đi các dọc các bờ ruộng. Người cầm đuốc đứng trên bờ, người mang giỏ, cái thùng gánh nước đứng dưới mép ruộng chụp cua. Những con cua đi ăn không kịp chạy về hang, chúng tôi bắt được. Có khi ham rượt cua, chúng tôi mất đà, trượt chân té ngã, người dính đầy bùn. Có khi chúng tôi thấy những con ếch ngổ ngáo nhìn ánh đuốc hắt vào mắt, rồi ngẩn ngơ với thứ ánh sáng lạ đời đó. Nhưng thường thì rất khó chụp được tụi này, vì chúng nhanh lắm, nhảy vài cái là đã vào gần nửa ruộng. Chỉ còn sót lại tiếng ộp ộp vang vọng giữa đồng khuya. Có lúc mê soi cua quá, chị em tôi đi thật xa. Khi nhìn lại thì mọi người đã về gần hết. Chỉ còn lác đác vài ngọn đuốc nhen nhóm trong đêm sâu thăm thẳm. Không ai bảo ai, hai chị em mím chặt miệng, nén sợ hãi, chạy một mạch về nhà, mặc cho trượt té, sấp mặt cũng ráng chạy. Chạy trong sự rượt đuổi của ma quỷ từ trong lòng, nên càng chạy càng sợ, không dám nói chuyện vì sợ ma quỷ bắt hồn. Hai chị em níu nhau như nỗi sợ quýu lại. Người thơ của chị em tôi cùng tiếng cua rột rột trong thùng sắt cứ miên man trầy trật rồi té dúi dụi. Có khi trời đêm thêm thắt một cơn mưa thật lạnh lẽo. Sáng hôm sau, má tôi làm sạch cua rồi lấy chày khối ra giã. Má lược nước cua bằng miếng vải mùng rồi nấu lên. Má bỏ thêm một ít lá ngò gai cho thơm và bớt tanh. Lúc gần chín, má bỏ gạch cua vào làm nước cua đỏ quánh và ngon miệng. Má mang gạo đổi bún về ăn với canh cua, có lúc lại ăn với cơm với thứ nước súp đồng ruộng này. Khi vào Sài Gòn, tôi có ăn bún riêu cũng nấu từ cua nhưng không như vị bún cua ngày nào ở quê nhà. Đó là hương vị của lá ngò gai, cua đồng nguyên chất,
của những lần rợt ngã nơi bờ ruộng, bùng tăng những nỗi sợ hãi vô hình và ma mị trong đêm khuya, nhìn chiều nào cũng thấm thẫm tối. Nhớ nên tôi tìm về ngày xưa trong từng giấc ngủ, rồi ngay sáng hôm sau, tôi dễ dãi để mình bị cuốn xoáy vào vòng đời, đánh rơi một giấc chiêm bao.